Chào mừng các bạn đến với tin nóng bóng đá ngày 16 tháng 10 trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Chương trình mang đến những diễn biến nổi bật trong làng túc cầu trong 24 giờ qua. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng điểm lại các thông tin đáng chú ý trong video ngày hôm nay. Khởi đầu bản tin của ngày hôm nay, chúng ta vẫn sẽ theo sát những diễn biến mới nhất trong vụ việc đang làm rúng động giới túc cầu trong những ngày vừa qua, đó là trường hợp của bộ ba Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo và Sandro Tonali, những người đang trong diện điều tra về hành vi cá cược trên các nền tảng trang web không chính thống. Trong khi tiền vệ Fagioli và mới hôm qua là tân binh của Newcastle Tonali đã thừa nhận về hành vi của mình đã vượt quá tầm kiểm soát, qua đó tham gia vào cả các trận đấu bóng đá, thì luật sư của Zaniolo, ông Gianluca Tognozzi đã tiếp cận vấn đề theo một cách khác. Ông khẳng định rằng thân chủ của mình không bao giờ đặt cược vào bóng đá mà chỉ vào web để chơi poker hay blackjack trực tuyến. Cụ thể, phát biểu trên La Gazzetta dello Sport, Tognozzi nhấn mạnh: "Nicolò chưa bao giờ đặt cược bóng đá, anh ấy đảm bảo với tôi về điều này. Có thể cậu ta đã chơi các trò chơi bài như là poker hay blackjack trên các nền tảng trực tuyến bất hợp pháp, nhưng không biết rằng chúng là bất hợp pháp. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hợp tác để mọi chuyện được sáng tỏ." Về mặt pháp lý, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đều bị cấm ở bất kỳ hình thức cờ bạc nào. Nhưng nếu Zaniolo chưa cá cược vào bóng đá hoặc các môn thể thao khác thì anh sẽ có cơ hội rất lớn để thoát khỏi những án phạt nặng nề từ hệ thống tư pháp thể thao. Theo báo cáo, nếu những khai báo từ phía Zaniolo là thật, anh chỉ bị phạt vài trăm euro. Tất nhiên, con số này có thể sẽ tăng lên dựa trên mức độ thường xuyên của tuyển thủ người Ý. Tuy nhiên, nó vẫn được cho là sẽ nằm ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, chắc chắn rằng vụ việc này sẽ không chỉ dừng lại tại đây, bởi những tuyên bố của luật sư đại diện cho Zaniolo là hoàn toàn khác với những thông tin được lan truyền trong thời gian gần đây, trong đó chỉ ra chính anh là người lôi kéo và tổ chức các đường dây cá cược. Ngoài ra, ký giả Fabrizio Corona, người đã phanh phui chuyện này, cũng từng cáo buộc rằng cả mẹ của Zaniolo cũng có liên quan. Adrian Rabiot chuyển đến Turin với tư cách là cầu thủ tự do vào mùa hè năm 2019 sau khi kết thúc hợp đồng với gã nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain. Khoảng thời gian của anh trong màu áo của lão bà được cho là tương đối hỗn loạn. Có lúc anh lại là người hùng, người truyền cảm hứng cho lối chơi của huấn luyện viên Marc Allegri, nhưng cũng lắm khi anh lại là nỗi thất vọng to lớn của người hâm mộ nơi đây. Hồi hè năm ngoái đã có nhiều lời đồn đoán cho rằng Rabiot đã sẵn sàng cho việc chuyển đi để có được những bản hợp đồng béo bở hơn nhờ những sự quan tâm đến từ các đội bóng ở Premier League hay La Liga. Song quyết định cuối cùng được đưa ra là cả hai bên sẽ tiếp tục gắn bó với nhau thêm một mùa giải. Chia sẻ với Telefoot về dự định tương lai, cụ thể là trong trường hợp giao kèo hiện tại kết thúc, tuyển thủ người Pháp thổ lộ: "Đây là nơi luôn khiến tôi hạnh phúc khi ở đây và chúng tôi đang có một mùa giải rất tốt. Ở lại một đội bóng mà tôi hiểu rất rõ, trong một mùa giải mà chúng tôi sẽ tham dự Cúp châu Âu dường như sẽ là lựa chọn tốt nhất đối với tôi. Câu lạc bộ này cũng có niềm tin vào tôi. Chúng ta sẽ bàn sau về việc gia hạn hợp đồng. Nhưng dù sao đi nữa, tôi rất hài lòng với tình hiện tại của mình ở câu lạc bộ cũng như đội tuyển Pháp." Mùa này, Rabiot là một quân bài thường xuyên được huấn luyện viên Marc Allegri sử dụng. Qua đó, anh cũng đã đóng góp được một bàn thắng và hai đường kiến tạo trong tổng số 8 lần ra sân ở Serie A. Tuy nhiên, theo những chia sẻ của Rabiot, rất có thể việc anh đi hay ở sẽ phụ thuộc rất nhiều về khả năng giành vé trở lại đấu trường Champions League của lão bà. Trước đó, anh đã chọn ở lại bất kể việc Bianconeri bị loại khỏi bóng đá châu Âu vì những bê bối về tài chính. Không lâu sau khi công bố điểm đến trong chuyến giao hữu sắp tới là ở Trung Quốc, Inter Miami cũng đang đăng tải một tấm poster cho sự kiện này. Đáng chú ý trong đó có sự góp mặt của ngôi sao mà nhiều người mong chờ, đó là Lionel Messi. Inter Miami sẽ có những trận đấu lần lượt với Thanh Đảo Hainui vào ngày 5 tháng 11 và Thành Đô Dung Thành vào ngày 8 tháng 11. Dù Inter Miami không đề cập cụ thể đến sự tham gia của Messi hay bất kỳ cầu thủ nào khác, nhưng trong tấm ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, anh chính là người xuất hiện ở vị trí trung tâm. Siêu sao người Argentina đã có một khởi đầu xuất sắc tại Miami, có đó giúp đội bóng giành được chức vô địch League Cup đầu tiên trong lịch sử. Và tất nhiên, khi ký kết với Messi thì Inter Miami hiểu rằng những tác động của anh sẽ không chỉ dừng lại yếu tố chuyên môn. Cần nhớ, chuyến đi đến Trung Quốc sẽ là chuyến du đấu quốc tế đầu tiên của Inter Miami. Vì vậy, việc nhà vô địch World Cup tham gia vào các chuyến du đấu hay giao hữu sẽ giúp đội bóng này mở rộng hình ảnh câu lạc bộ trên trường thế giới. Và điều này cũng sẽ đồng nghĩa với việc không có chuyện Lionel Messi sẽ gia nhập bất kỳ đội bóng nào tại Ả Rập Xê Út hay tái xuất châu Âu như nhiều lời đồn đoán. Chris Anderson, giám đốc thể thao và giám đốc bóng đá của Inter Miami tuyên bố: "Đây là một cơ hội tuyệt vời để tiếp tục xây dựng chiến dịch năm 2023 của chúng tôi. Trong đó chúng tôi đã giành được chiếc cúp đầu tiên của mình. Chúng tôi sẽ coi đây là cơ hội để bắt đầu chuẩn bị cho năm 2024 với mong muốn duy trì sự phát triển dựa trên những thành tích ở mùa giải trước và đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai." Tuy nhiên, đấy là các kế hoạch trong tương lai gần, còn ở thời điểm hiện tại, Lionel Messi đang tập trung tối đa cho chiến dịch vòng loại World Cup cùng đội tuyển Argentina trước khi trở lại Hoa Kỳ vào cuối tuần này để cùng Inter Miami kết thúc mùa giải MLS. Trong trận giao hữu với đội tuyển Australia vừa rồi, tiền vệ Jordan Henderson đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Điều đáng buồn là nó không đến từ những giá trị anh đóng góp trên sân cỏ mà lại từ những tiếng la ó, huýt sáo của các cổ động viên có mặt trên khán đài.
Nguyên nhân được chỉ ra là do trong khoảng thời gian thi đấu tại Liverpool, Henderson đã từng lên tiếng ủng hộ quyền LGBTQ+, nhưng trong hè này anh lại vướng vào các cáo buộc phản bội cộng đồng này do gật đầu chuyển đến Ả Rập Xê Út, nơi đồng tính được xem là phạm pháp. Phát biểu với các phóng viên báo chí, Henderson thừa nhận sự thất vọng. Mọi người đều có quan điểm riêng của mình thôi. Với tôi thì tôi thích chơi cho đội tuyển Anh. Tôi đã ở đây nhiều năm rồi. Tôi vẫn muốn chơi cho đội tuyển Anh lâu nhất có thể và cống hiến mọi thứ cho đất nước của mình. Việc những người hâm mộ của chính bạn lo chống lại bạn là điều không vui một chút nào. Nhưng nghe này, mọi người đều có quan điểm riêng của mình. Bất cứ khi nào tôi gặp bất kỳ ai ở trên đường, đó luôn là những thái độ tích cực và những lời lẽ tốt đẹp được nói ra. Điều đó sẽ không thay đổi con người tôi và những gì tôi làm cho đội bóng này hay cho đất nước của tôi. Tôi luôn cống hiến mọi thứ có thể. Khi được hỏi rằng cảm nhận của bản thân anh như thế nào khi bị lao ó chỉ vì chuyển đến Ả Rập Xê Út, cựu thủ quân của The Kop khẳng định: "Vậy đó là lý do sao? Nếu mọi người muốn lao ó tôi vì tôi đang chơi tại một đất nước khác, điều đó không sao cả. Nhưng tôi đã nói mọi người sẽ có ý kiến khi tôi thi đấu ở Saudi. Trước đây tôi đã nói về lý do cho điều đó. Mọi người tin hay không thì tùy họ. Tất nhiên điều đó thật đáng thất vọng, nhưng nó sẽ không thay đổi những gì tôi dành cho đội tuyển Anh. Tôi muốn tiếp tục chiến đấu và giúp đội bóng thành công." Chứng kiến phong độ chói sáng của Jude Bellingham trong màu áo của Real Madrid, không thể phủ nhận rằng đây chính là bản hợp đồng thành công nhất mùa hè 2023 tính đến thời điểm hiện tại. Vậy mới thấy, đội bóng Hoàng gia Madrid vẫn luôn giữ được thế thống trị của mình trên thị trường chuyển nhượng. Trở lại thời điểm những bước chân trưởng thành của Bellingham đã thu hút sự chú ý của tất cả các ông lớn, biến anh trở thành một tiền vệ được gắn mác vạn người mê, thì Real Madrid cũng không phải là ngoại lệ. Trong suốt mùa giải 2022-2023, Bellingham luôn được xem là mục tiêu tiên quyết của họ. Sau khi Liverpool rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của Bellingham vào tháng 6, Real Madrid dường như đã không gặp bất kỳ một trở ngại nào trong việc có được chữ ký của thần đồng tuổi đôi 10. Tuy nhiên, theo một tiết lộ mới nhất, thì đã có một đội bóng đã nhảy vào trong những phút cuối cùng với mưu tính nâng tay trên Los Blancos nhưng thất bại. Cụ thể, báo cáo từ Cadenaser cho biết Man City đã có một nước đi táo bạo để trèo kéo Bellingham. Thuyền trưởng của Man City, ông Pep Guardiola, được cho là đã gọi điện cho Bellingham trong những ngày cuối cùng ở Dortmund để thuyết phục anh chọn gia nhập Man City thay vì Madrid. Báo cáo còn đề cập thêm cuộc trò chuyện giữa Guardiola và Bellingham đã kéo dài trong 3 giờ đồng hồ nhằm cố gắng thay đổi quyết định của cầu thủ nào dựa vào các yếu tố như việc Man City đang ở vị thế tốt hơn Real Madrid để có được những danh hiệu lớn. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng của Bellingham vẫn là đội bóng thủ đô Madrid. Trong khi đó, Pep Guardiola cuối cùng cũng đã có được sự phục vụ của Mateo Kovacic và Matheus Nunes. Những tân binh hứa hẹn sẽ gia cố thêm hàng tiền vệ của ông trên hành trình bảo vệ ngôi vương ở các đấu trường tiền quyết. Sau khoảng thời gian 8 năm rưỡi gắn bó với Borussia Mönchengladbach, thủ thành Jan Sommer đã có một quyết định bất ngờ vào tháng giêng năm ngoái. Đó là gật đầu gia nhập đối thủ không đội trời chung của Die Fohlen tại Bundesliga, Bayern Munich. Lập tức anh đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích đến từ phía cổ động viên đội nhà. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như những nốt trầm của thủ thành người Thụy Sĩ chỉ dừng lại ở đó. Trong buổi chia sẻ mới đây, người gác đền 34 tuổi đã mô tả rằng thời gian của anh ở Munich là rất hỗn loạn. Tôi đã học được cách mọi thứ vận hành ở Bayern. Bạn sẽ chọn một hoặc hai người chơi và sau đó phương tiện truyền thông sẽ quay quanh họ và rồi sau đó bạn chọn hai cái mới. Tôi không phải là ngoại lệ nhưng tôi không muốn bảo vệ bạn một cách công khai. Chúng tôi đã gặp phải một tình huống cực kỳ hoang mang ở Bayern, sa thải, thay đổi, nhiều tình trạng bất ổn và nhiều chủ đề khác ngoài thể thao. Tuy nhiên, cựu thủ môn Gladbach đã giữ vững được sự chắc chắn của mình tại Allianz Arena khi nhiều lần cứu thua cho đội nhà. Nếu không có chất lượng và kinh nghiệm của Sommer khi bước vào nửa cuối mùa giải, thật khó để tưởng tượng rằng Bayern sẽ tiếp tục giành được chức vô địch Bundesliga thứ 11 liên tiếp trước một Borussia Dortmund đang bùng nổ. Bất chấp điều đó, Sommer nhấn mạnh rằng những lời chỉ trích mà anh ấy nhận được trong thời gian ở câu lạc bộ đã ảnh hưởng đến anh. Tất nhiên đôi khi điều đó thật khó chịu và nó không khiến bạn bình yên. Điều quan trọng nhất là tôi đã cố gắng thi đấu và giúp đội bóng thành công. May mắn thay cuối cùng điều đó cũng thành công. Sau khi rời Bayern vào mùa hè năm nay, Sommer đã bắt đầu một chặng hành trình mới ở nước Ý khi gật đầu gia nhập vào kế hoạch đoạt lại chức vô địch Serie A của Inter Milan. Những dư âm trong trận thua trước đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 0-2 vừa qua vẫn chưa dừng lại. Cụ thể, khi tỷ số trận đấu đang là 0-1, huấn luyện viên Philippe Trussier đã tung tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh vào sân để gia tăng sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, chân sút của BKMX Bình Dương đã khiến ông thầy của mình phải thất vọng khi nhận phải một thẻ đỏ trực tiếp chỉ sau khi góp mặt trên sân được 10 phút. Và theo quy định của FIFA, điều này có nghĩa rằng Tiến Linh sẽ bị treo giỏ ở trận giao hữu chính thức tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ngay trong dịp FIFA Day tháng 10, tức cuộc đối đầu với Hàn Quốc vào ngày mai. Để lý giải cho việc Tiến Linh vẫn được vào sân trong trận giao hữu với Uzbekistan, thì đó là trận đấu tập không thuộc khung giờ giao hữu chính thức của FIFA.
Ngoài Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ không có được sự phục vụ của Quang Hải vì chấn thương. Tiền vệ đang thuộc biên chế Công an Hà Nội đã phải rời sân bằng cáng sau một tình huống nỗ lực đi bóng ở khu vực giữa sân và bị chuẩn đoán là rách bắp chân. Đây chắc chắn sẽ là những thiệt thòi không nhỏ đối với huấn luyện viên Trussier trong công cuộc tìm ra bộ khung ưng ý nhất của mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những nội dung trên hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại cho các bản tin kế tiếp.